Trời, tại sao những giọt nước mắt của cô gái nhỏ này lại mọc lên những bụi tre thần thế kia? Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện hôm nay của Qua Fairy Tale nhé. Thuở xa xưa ở Nhật Bản, có một lão tiều phu chuyên nghề đốn củi. Một ngày nọ, khi đang ở trong rừng, ông phát hiện một đốt tre phát ra những tia sáng vàng rực rỡ. Hiếu kỳ, ông đến gần nhìn cho rõ. Tại sao lại có một đứa bé kháu khỉnh như thế này bị bỏ lại trong rừng sâu chứ? Ta và con gặp nhau cũng coi như duyên phận. Vừa hay, bấy lâu nay ta cũng sống cô đơn một mình. Từ nay, con sẽ là con gái của ta. Ta sẽ gọi con là Kaguya Hime, có nghĩa là nàng công chúa xinh đẹp trong ống tre. Con có thích nó không nào? Trong khoảng thời gian đó, cứ mỗi lần ông lên rừng đốn củi đến đâu, vàng bạc lụa là ao ao tuôn ra đến đấy. Chẳng mấy chốc mà ông trở nên giàu có và giúp đỡ tất cả mọi người trong làng. Thật kỳ diệu là trong vòng 3 tháng, Kaguya Hime lớn rất nhanh và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Bố của Kaguya từ nhỏ đã lo cho cô đầy đủ vật chất, cho cô học đủ đàn ca nhạc họa. Hơn nữa trước đó, ông từng là một võ sĩ nên cũng thường xuyên cùng con gái tập luyện võ thuật trong rừng tre. Danh tiếng của nàng Kaguya ngoan hiền, giỏi giang vang khắp đất nước. Rất nhiều những chàng trai trẻ lặn lội đường xa đến gõ lời cầu hôn, nhưng nàng đều từ chối. Kaguya, cha thấy có rất nhiều chàng trai ưu tú đến ngỏ ý với con, mà con vẫn nhất mực từ chối họ. Họ không hợp với con sao? Không ạ, họ đều rất tốt. Chỉ là con muốn ở bên chăm sóc cho cha nhiều hơn mà thôi. Trời đất, cái con nhóc này lớn như vậy rồi mà vẫn dính lấy cha. Định ở với cha cả đời hay sao vậy? Thời bấy giờ, ở trong vùng có một tên quỷ Tengu háo sắc, chuyên trình bắt những cô gái xinh đẹp về làm vợ. Xui xẻo thay, nhan sắc của nàng đã lọt vào tầm ngắm của tên quỷ háo sắc Tengu. Hắn say đắm và tìm cách bắt nàng về làm vợ. Lão tiều phu à, dạo gần đây chúng tôi hay thấy tên quỷ Tengu lảng vảng ở gần nhà ông lắm đấy. Ông nên cẩn thận, không sơ sẩy nó lại bắt Kaguya đi mất đó. Cảm ơn ông. Tôi sẽ đến tìm pháp sư trên thị trấn để xin bùa chú trấn yểm bảo vệ cho con gái. Từ ngày đó, cha của Kaguya dán bùa khắp nhà. Tên quỷ Tengu không cách nào đến gần ngôi nhà để bắt Kaguya, cho nên rất tức giận. Hắn trình rập thường xuyên gần nhà của Kaguya để đợi thời điểm chín mùi. Kaguya nè, cha có việc phải lên thị trấn vài ngày. Con ở nhà nhớ đóng chặt cửa, không được mở cửa cho người lạ đâu nha. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Có ai ở nhà không? Có thể cho kẻ tu hành này xin một ngụm nước được không? Kaguya vốn lương thiện, định thấy thầy tu bèn ra mở cửa và định mang nước cho thầy tu. Đang vừa ló mặt ra thì hắn ngay lập tức hiện nguyên hình. Kaguya biết mình bị lừa nên ra sức phản kháng, nhưng do Tengu quá mạnh nên nàng vẫn bị cắp theo bay thẳng về núi. Người dân xung quanh biết chuyện nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tiều phu về nhà thấy mất con gái, bèn tá hỏa đi tìm. Con gái của ông đã bị Tengu lừa bắt đi rồi. Chúng tôi xin lỗi vì không thể giúp được. Tôi cũng không cách nào giúp được vì tên quỷ đó rất mạnh. Cả ông và tôi đều không phải đối thủ của hắn ta đâu. Tôi khuyên ông nên từ bỏ đi. Không được, tôi không thể bỏ mặc con gái tôi như vậy được. Pháp sư có thể chỉ cho tôi nơi ở của Tengu được không? Tự mình tôi sẽ tìm đến đó. Thôi được rồi, tên quỷ đó sống trên đỉnh ngọn núi cao nhất vùng này. Nếu đã không ngăn được ông thì tôi đành chúc ông may mắn vậy. Sau khi hỏi đường, người cha nhanh chóng lên đường giải cứu con gái của mình. Ông băng qua rất nhiều cánh rừng và đến một dòng sông kỳ lạ. Nước sông là giam thạch đỏ lửa,
Trên mặt sông chỉ nổi lên vài cục đá tròn để có thể dẫm lên và băng qua sông. Từ trước đến nay chưa có ai dám làm điều đó, vì những viên đá nóng như nung, bước chân lên là sẽ bị nung chín da chín thịt. Nhưng người cha thương con vô bờ, con gái là tất cả của cuộc đời ông. Ông không chần chừ mà bước lên những miếng đá nóng bỏng đó, mặc cho chân ông đổ máu và bỏng rát. Băng qua được dòng sông thì cũng đến ngọn núi cao nơi Tengu ở. Nó sống trong hang động trên đỉnh núi. Ông dùng hết sức bình sinh bám đá leo lên đỉnh núi, mặc cho vài lần tuột tay suýt rơi xuống chân núi. Tìm được đến hang động của Tengu, ông bước vào và chứng kiến cảnh con gái mình bị trói chân ngồi cạnh hắn. Nhìn kìa, công chúa nhỏ xinh đẹp của ta, người cha già vô dụng của nàng đến cứu nàng kìa. Ngươi im đi. Tên quỷ gian ác khôn hồn thì thả con gái ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Xem ra cha con đồng lòng quá rồi. Để ta xem thử một ông già thì làm được gì ta nào. Đằng nào ông cũng tự mò đến đây rồi, ta một đường khiến ông biến mất luôn. Để cả cu xà bé nhỏ hoàn toàn thuộc về ta, sẽ không ngày đêm đòi về nhà nữa. Quá xót thương con, tiểu phu nổi giận lao lên, dùng những đòn võ đã học trước đây tấn công tinh quỷ. Nhưng do tinh quỷ quá mạnh, ông bị hắn đánh trọng thương. Dù người ngợm bị thương nặng, lại thêm tuổi già sức yếu khiến các vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng vì cứu con gái, người cha vẫn dùng hết sức lực của mình để gượng đứng lên, loạng choạng lao về phía tinh quỷ quyết chiến tiếp. Thần Linh ơi, cầu xin người hãy cứu lấy cha của con và tiêu diệt tinh quỷ gian ác, trừ họa cho dân. Thần kỳ thay, khi tinh quỷ định một đòn kết liễu người cha thì nước mắt của Kaguya rơi xuống đất. Từ mặt đất mọc lên những đốt tre, những đốt tre tự bay lên và đánh liên tục vào người Tengu. Tinh quỷ bị đánh đau bỏ chạy, nhưng những ống tre bám sát không buông tha. Đến khi tinh quỷ bay xa mãi rồi, vẫn còn nghe được tiếng la oai oái của hắn. Đánh đuổi được tinh quỷ, ông lão vội đến cởi trói cho con. Kaguya ôm lấy cha và khóc. Những giọt nước mắt rơi trên người cha khiến những vết thương của ông lành lại. Hai người bước ra cửa hang định về nhà thì những đốt tre vừa nãy bay tới xếp thành một cây tre dài bay lơ lửng. Kaguya và cha leo lên tre và bay về làng. Kể từ đó họ sống hạnh phúc và yên bình cùng nhau. Ha 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 ha.